Dạ, ta xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Cả nhà ơi, thì hiện tại thì em đang có trong hội quán sau cái trường của anh Phúc Dừa. Hôm nay là ngày 5/1/2023, có rất là nhiều khán giả đến đây để ủng hộ cô Dừa cả nhà. Ngôi sao Miền Dừa này là ở huyện Bình Chánh nha quý cô chú anh chị, rất là đông á. Thì phải nói là khi mà đi vào á là đứng đây luôn chen chân rọt con muốn cô chú chịu một bạn để em đi thăm phòng cậu muốn cô chú chịu mình xem nha. Em sẽ quay con cũng hậu trơn phía bên trong thì đang ăn nhạc nha quý cô chú chị. Châu Thanh, danh ca Châu Thanh cùng với Châu Ngọc Tiên cũng như là chị Thanh Hằng, nghệ sĩ Thanh Hằng đang hát. Còn cô chú anh chị đang nghe đó là những thí sinh của ngôi sao Miệt Vườn đang hát hay cả nhà. Còn phía ngoài này thì cô chú anh chị mình đang thấy là đây khán giả đến đây check in chụp hình. Phải nói là hôm nay là một ngày vỡ trận của hội quán ngôi sao Miệt Vườn của anh Cô Vừa luôn, rất là đông cả nhà. Em ước tính chừng vài ngàn người á, thì có những cô chú anh chị mà đi tới sau á không có vào được nên phải đứng ở ngoài hàng rào và thậm chí không có chỗ giữ xe luôn. Hôm nay em biết là sẽ đông nhưng đã đến đây rất là sớm, từ rất là sớm cả nhà, nên có thể gửi xe vào được và tìm một chỗ ngồi lý tưởng. Nhưng mà chút xíu thì em cũng phải đi ra ngoài để đi vòng vòng cả nhà, quay toàn cảnh cho quý cô chú anh chị và các bạn mình có thể thấy được hình ảnh của ngôi sao Miệt Vườn. Và đây là toàn cảnh này cả nhà, đây phải nói là võ trạng của chú anh chị ơi. Anh Cương vừa làm ra một cái sân chơi phải nói là rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn, từ trẻ em cho tới người lớn tuổi đến đây để thứ nhất là tham quan, thứ hai là uống cà phê. Ở trong đây có một cái loại nước là nước mát Sài Gòn của ba, nước mát Sài Gòn của Coleman đó cả nhà, rất là ngon, rất là ngon ha. Đây mọi người đến đây như cái bác mới nhìn thấy là ba của anh Cương Dừa thì phải cô chú anh chị. Rất là đông ha. Wow, rất là đông. Bây giờ em sẽ đi quay trở lại cái nơi mà gọi là nướng khoai lang. Cái nơi chỗ nướng khoai lang để cho bà con cô bác xem nè. Đối với cả nhà chắc có lẽ là xin củ khoai lang không biết có không, khoai lang nướng rồi cô chú anh chị. Đây. Đó. Ở đây mấy chị mấy cô đang nướng khoai lang nè. Nãy giờ nướng được chín mấy củ rồi cô. Đó. Đây, mấy chị mấy em đang nướng khoai lang của chú anh chị. Khoai lang này là của anh Khương Dừa để đây cũng như là hỗ trợ cho bà con cô bác đến đây để nướng và là miễn phí, ai thích nướng thì ăn, ai ăn thì nướng của chú anh chị. Đó, em nghe nói là có một cái đội ngũ ekip nướng nhưng mà vì đông quá nên bà con phải tự nướng luôn. Rất là nhiều cả nhà, hồi nãy rất là nhiều nhưng mà mọi người nướng thưa dần rồi đó. Nhìn rất là vui đúng không cô chú chị, nhờ có cái này nên bà con cũng quay quần lại ở đây để nướng khoai lang, phải nói rất là ngon ha, rất là vui luôn. Rồi ơi, tôi nói là mấy chị gái bên kia ngồi bên kia luôn nè, không còn chỗ ngồi nữa cô chú anh chị. Đó. Ở đây trên đây có một cái nơi ngồi đây để coi là hợp lý luôn cả nhà, lên đây ngồi coi là hợp lý luôn. Chỗ này là có một cái quán nước, đó, quán nước của Cương Dừa của chú anh chị. Có ba loại đó. Soda, trà đào với lại trà trái cây. Rất là đông luôn. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Bây giờ đầu đó là chỉ cần xin kính chào tất cả quý vị và các chị em đến ngày hôm nay để chung vui cùng mọi người những ngôi sao Miệt Vườn với lại một thành phố Kim Mai. Và bài hát này thì chỉ cần mình đã thu vào những video chung với video này chỉ cần nói một mình về công việc đầu năm như thế này nha. Đó là đồng hồ của chú. Chuyện đi đến xuân
là khác nhau với tôi nghĩ. Nắng trong nắng vui cùng táo đỏ chiều. Rất là đông. Ở đây là trung tâm ở quận Bình Chánh nè, của tôi chú. Rồi. Mọi người đến đây để chụp ảnh lưu niệm. Không còn chỗ ngồi nữa. Ngồi phía sau thì không thấy luôn. Xa quá nó không thấy. Mà nó là rất là đông năm. Năm này sao? Mấy cô ơi, năm này chúc quý cô sẽ gặp được tình. Cành lộc mơ trong tay nghe lòng cùng say mê mùa xuân. Mai nở trên cành cao hoa đào cười trong gió hồn đông đông đồng mở đó xuân. Hết chỗ đi rồi.
vậy đó. Ở đây đâu còn đường đâu đấy. Hết đường đây rồi. Hát nữa này, hát nữa đó. À, mình chỉ bị chỉ tâm đây của con người thôi. Không phải chỉ tâm đâu. Tôi được nói chứ không phải đâu, ổng già lắm rồi, thì sao ổng cười cảnh cái vậy? À, có phải ổng mà hồi xưa ổng hát rồi lăng rồi được chứ không tin nữa không? À, cái là con nữa đấy, tại phải được thôi được. Thì xứng lại hỏi thì chỉ tâm cũng trả lời thiệt là đây là chỉ tâm thành thật, chứ không thành ngái. Dạ, thì bởi vậy cho nên để đáp lại tấm tâm tình của quý vị và các bạn đã yêu mến xứ tâm trong vai được tên bảo tường năm đại diện đóng với cố nghệ sĩ tiên tú bây giờ thì có thể là nhân dân thanh kim vệ mà cô đã đóng cưới được 2 năm rồi. Trong mùa xuân này thì xin các quý hữu lành của quý vị đến nghệ sĩ ưu tú và những nghệ sĩ dân thanh kim vệ. Hôm nay thì chúng ta được rất cần ở đây cũng như là những bài tân vỗ đây đi. Và nói chúng ta xin hỏi là tân sự dũng khách biệt được không ạ? À, chỉ cần coi một buổi khách biệt thì mình xin mời quý vị và các bạn nghe. Mặc dù mà hôm nay là ngày đăng tay rồi, nhưng mà vì quý vị yêu mến vở tuồng Nam Thời Điểm Giá cũng như là yêu mến cái vai người thầy văn hát, nên chúng ta xin hát ngày là một ngày không hát. Thank you.
Dạ. Bài 66. Dạ. Dạ. Dạy cho. Dạy cho. Không lấy xe được. Dạ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.